Oh yes. Con này chết rồi à? Con này nó bị người sao chết rồi sao? Chết rồi anh em ơi. Nó bị đập chết rồi. Vâng, cứu bắt đây. Đấy. Gọi rồi, vừa gọi ông béo rồi. Ông béo chưa? Con này chắc phải được 2 tạ kìa. Oh my god. Nói người. Chưa thua gì vậy? Con này anh em đã may mắn đấy, bắt được một con chắn rất là to rồi nhá. Thế con này bây giờ là mình ăn ké, mình sẽ mang về làm thịt vậy. Thì cái video này của anh em sẽ kết thúc ở đây và hãy ủng hộ tất cả anh em mình nhá. Chào mọi người nhá.